Tôi Nhi xin kính chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Thấu Lý Thấm Tình được phát sóng hàng ngày trên kênh TTV11. Chương trình được phối hợp thực hiện bởi Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh và Truyền hình Tin tức Sài Gòn. Với mong muốn được sẻ chia rộng rãi những kiến thức về luật dân sự, thì chương trình Thấu Lý Thấm Tình sẽ cùng với các luật sư, chuyên gia có thể giải đáp ngọn ngành về các vấn đề về luật dân sự. Từ đó thì cung cấp cho tất cả các vị khán giả xem đài những kiến thức cũng như là giúp cho tất cả các vị khán giả có thể xử lý được những tình huống làm sao để đúng với những quy định của pháp luật nhưng và vẫn thấu đáo về mặt tình cảm. Và ngày hôm nay đồng hành cùng với chương trình là luật sư Trần Hải Anh đến từ Đoàn Luật sư Đồng Nai. Xin chào luật sư. Chào MC Tố Như. Xin chào quý khán giả của chương trình Thấu Lý Thấm Tình. Dạ vâng ạ, kính thưa quý vị, để tận hưởng được trọn vẹn những giây phút xem phim giải trí cùng trẻ thì mình cũng phải hiểu và biết được những cái quy định như thế nào. Và cũng có rất là nhiều phụ huynh có chung một cái thắc mắc, đó chính là nếu mà rạp phim cho trẻ dưới 16 tuổi xem phim sau 24 giờ thì có bị phạt hay không? Thì ngày hôm nay luật sư có thể chia sẻ cho tất cả các vị khán giả xem đài biết được rằng đối với những bạn dưới 16 tuổi khi mà đi xem phim tại rạp phim sau 24 giờ thì sẽ vi phạm những điều gì? Theo như quy định hiện nay á, thì những cái người mà dưới 16 tuổi thì theo quy định đây là trẻ em đó. Và đối với lại cái vấn đề mà xem phim mà như Tố Như đang đề cập á, thì cũng có cái quy định của chính phủ về cái thời gian mà trẻ em được đến rạp phim. Thì theo quy định này á, trẻ em mà dưới 13 tuổi thì cái việc xem phim này tại rạp á phải kết thúc trước 22 giờ. Còn đối với cái trẻ em mà dưới 16 tuổi thì cái việc xem phim sẽ phải kết thúc trước 23 giờ. Dạ vâng ạ. Vậy là những trẻ em dưới 16 tuổi sẽ không được xem phim sau 24 giờ tại rạp phim. Vậy thì nếu như rạp phim bán vé cho trẻ dưới 16 tuổi thì rạp phim có phải chịu những cái hình phạt như thế nào hay không ạ? Trong trường hợp mà vi phạm cái quy định về cái thời gian phổ biến phim, gọi là mình cứ nói là chiếu phim đi. Dạ. Trong luật điện ảnh thì người ta gọi là cái việc mà cái hành vi này là hành vi là phổ biến phim, nhưng thôi để mà dễ hiểu thì chúng ta cứ nói là cái hành vi mà chiếu phim cho cái người mà chưa đủ 16 tuổi đó, quá cái giờ mà luật đã quy định thì sẽ bị xử phạt. Đối với lại cái cá nhân á, thì mức xử phạt bằng hình phạt tiền sẽ là từ 30 cho đến 40 triệu đồng. Đối với tổ chức mà vi phạm về cái hành vi này thì cái mức phạt tiền sẽ gấp đôi với lại cái mức phạt dành cho cá nhân. Dạ, đó là cái hình phạt cho rạp chiếu phim nếu như bán vé. Vậy khi là phụ huynh của các bé dắt các bé đi xem sau 24 giờ thì phụ huynh có bị phạt hay không thưa luật sư? Trong trường hợp này thì luật không có quy định cái vấn đề là phạt phụ huynh khi mà họ dắt con họ đi xem phim. Chỉ có cái mức phạt đối với lại cái hành vi này dành cho cái cá nhân hoặc là tổ chức mà họ thực hiện cái việc mà chiếu phim cho cái người chưa đủ 16 tuổi mà đã quá cái giờ quy định. Dạ vâng ạ, vậy thì luật sư có những cái lời khuyên nào và những cái lưu ý gì khi mà cho trẻ chưa đủ tuổi đi xem phim ở rạp phim không ạ? Cái lưu ý thứ nhất là đối với phụ huynh trước đi, mặc dù là luật không có quy định là cái việc mà dắt con mình đi khi mà biết rằng độ tuổi của trẻ nó chưa có đủ để mà xem vào cái giờ chiếu như vậy, cũng như là hiện nay cái vấn đề mà phân loại phim cũng vậy, không phải là ai cũng có thể xem phim, trong đó cả trẻ em, mà phim ảnh họ phân ra từng cái cấp độ và phải đáp ứng cái độ tuổi thì mới có thể mà xem cái phim đó, thì đó là trách nhiệm của phụ huynh. Còn mà đối với lại cái tổ chức gồm có cá nhân và cái tổ chức mà chiếu phim đó thì đây là cái quy định rất là rõ ràng của pháp luật rồi. Thứ nhất là phải đảm bảo về cái giờ giấc chiếu như tôi đã trình bày. Cái thứ hai nữa rằng là phải nghiêm đối với lại cái việc mà bán vé. Có một cái trường hợp là tôi cũng có một cái người bạn đó, sau khi mà dẫn con mà đứa trẻ nó mới có 8 tuổi thôi đi xem phim thì cái giờ chiếu phim á là nó là khoảng chừng 8 giờ nhưng mà chiếu hết cái bộ phim đó là nó tới 22 giờ 30, là có nghĩa là vào lúc là 20 giờ tối thì cái suất phim bắt đầu chiếu, nhưng mà kết thúc cái phim đó là nó kết thúc vào lúc 22 giờ 30 thì cái người bán vé đó họ từ chối cho cái việc bán vé.
cái thái độ của cái người bán vé cũng rất là nhã nhặn. Cái cô bé đó nói rằng là xin anh thông cảm cho, là bởi vì nếu như bán vé cho anh thì không chỉ em bị phạt mà cả cái chỗ mà chủ của em cũng bị phạt, thì em sẽ bị mất việc, em bị mất tiền và cái tổ chức của em cũng sẽ bị phạt tiền, cho nên mong thông cảm. Thì cái này tôi muốn chia sẻ là đây là cái trách nhiệm của phụ huynh, thì cũng lưu ý đến cái vấn đề này. Còn đối với lại cái tổ chức mà phát hành phim, chiếu phim á, thì cần phải lưu ý rằng là gì? Cái quy định của pháp luật, và thứ hai là phải lưu ý là chúng ta cũng phải có cái quy định cụ thể để cho cái người xem phim họ biết. Thông thường thì tôi cũng thấy rằng các cái nơi chiếu phim thì họ có cái quy định về cái độ tuổi, cũng như là cái việc là chứng minh, cái yêu cầu để cho cái người đến xem phim chứng minh về cái độ tuổi. Thì kể cả phụ huynh, người xem phim lẫn cái nơi chiếu phim đều thống nhất với nhau về cái quy định của pháp luật. Và cái thứ hai nữa là tạo điều kiện để cho các bên là thực hiện cái trách nhiệm của mình theo cái quy định của pháp luật. Người đi xem phim thì cần phải là mang theo các cái giấy tờ để chứng minh về độ tuổi, và cũng đảm bảo rằng con mình là sẽ rời rạp theo đúng cái giờ quy định. Còn cái đối với cái chỗ chiếu phim thì nên lưu ý các cái quy định này và tạo điều kiện cho cái giải thích cho những cái người đi xem phim biết những cái quy định của mình. Dạ vâng ạ, vậy thì luật sư có thể chia sẻ thêm về nội dung này được không ạ? Đối với những cái quy định. Với câu hỏi của Tố Như thì tôi cũng xin chia sẻ với lại Tố Như cùng quý vị khán giả đang xem chương trình một cái quy định mới nhất mà Bộ Văn hóa, Thông tin và Du lịch đã ban hành vào ngày 5 tháng 4 năm 2003. Và cái thông tư này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 5 2023. Về cái vấn đề là quy định về cái tiêu chí phân loại phim để mà cảnh báo đối với phụ huynh khi mà cho con mình xem phim. Thì theo cái quy định tại cái thông tư 05 này thì quy định rằng là người chưa đủ 16 tuổi đó chỉ được xem những cái loại phim mà loại P, loại K, loại T13, mà trẻ em không được xem phim cái loại T16 mà chúng ta hay thấy rằng là 16 cộng hoặc là 18 cộng. Thì trong cái ký hiệu của cái thông tư này để T18, còn bình thường thì chúng ta thấy cái ký hiệu phim mà để 18 cộng hay 16 cộng, thì cái này rằng là theo cái quy định tại thông tư này thì trẻ em không có được xem. Và cái thông tư này cũng quy định là cái mục đích phân loại đối tượng phim, người xem phim là nhằm để bảo vệ trẻ em và các đối tượng khác dễ bị tổn thương đối với các nội dung không phù hợp hoặc có thể tác động tiêu cực. Thì trong trường hợp này chúng ta thấy rằng không chỉ là cái giờ xem phim mà còn cái thể loại phim cũng được quy định rất là cụ thể. Thường thì chúng ta xem phim thì chúng ta hay để cho con trẻ nó ngồi đó, đôi khi nó cũng theo dõi. Nhưng mà như tôi chia sẻ ban đầu, phụ huynh thì nên có trách nhiệm với con mình khi mà để cho trẻ tiếp cận với lại phim ảnh. Bởi vì chúng ta thấy rằng là đây cũng là một cái vấn đề xã hội, do cái tác động của phim ảnh nó ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ như thế nào. Thì qua cái chương trình này cũng đã được chia sẻ với quý vị khán giả, cũng chia sẻ với Tố Như những cái quy định cụ thể của pháp luật liên quan đến cái giờ mà trẻ em có thể đến rạp, và cũng như là cái quy định về phân loại phim dành cho các phụ huynh để hướng dẫn con mình, cũng như là có trách nhiệm với con mình trong cái vấn đề để trẻ tiếp cận với phim ảnh. Cảm ơn những chia sẻ của luật sư. Và đến đây thì thời lượng của chương trình Thấu Lý Thâm Tình cũng đã kết thúc. Mọi thắc mắc của quý khán giả xin được liên hệ đến số hotline 0934 367 565. Tố Như và luật sư Trần Hải Anh xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả các vị khán giả trong những số phát sóng tiếp theo.